vừa hấp vừa tha luôn. Lúc con về tới là con chạy vô thấy người ta chở ra thấy nó sanh vợ cho nó rồi tiêu rồi, không biết nhỏ này tiêu rồi. Quả tiếng đồng hồ là ăn lại con đi làm về con cho ăn cơm xong mà mẹ ăn nói mà em nó bị té xong rồi mày chạy chơi kiếm thôi em nó làm sao chạy đi vô thấy ở trong chỗ ông ta cứ mà chở nó ra tới đây rồi lại cho nó chở để xe vô rồi con thấy xanh nó trơn nói rồi chào đi chở và chạm kêu thôi bốc đi liền đi là xe cấp cứu vừa tới luôn nó là chở đi là con vừa hô hấp rồi vừa con hấp rồi vừa ấy cho nó luôn rồi vô chỗ bác sĩ thảy vô thảy lên trên vô phòng cấp cứu là sơ cứu rồi là một tiếng hồ đó lên không nhúng nhích không kêu mặt gì nữa trơn không có gì trơn tim này nó không lên rồi mặt này nó nhảy rồi. Thì là Lâm chào mọi người và các bạn nha. Thì mà các bạn ơi, thì hôm nay các bạn thì bé Bảo ân đó của bạn thì bé qua đời đó. Thì bây giờ đó bạn thì những cái đứa học sinh đó các bạn thì bạn của bé Bảo ân đó thì đang đi lại để là đốt cho bé Bảo ân một cái cây nhang nha. Thì để tiếp tục thì là Lâm sẽ quay tiếp tục lại cho mọi người cùng xem nha. Thì bây giờ đó là các bạn thấy là bây giờ bé là đây là những cái đứa bạn của bé Bảo Ân nha. Đây là cái bản cáo phó của Nguyễn Quỳnh Bảo Ân nha. Thì năm nay đó các bạn thì cháu hưởng dương được 11 tuổi nha. Đó thì giờ các bạn thấy là đây là những cái đứa bạn nè, để là tới để tại vì lúc 5 giờ chiều này đó là sẽ đưa cho bé Bảo Ân đi an nghỉ cuối cùng nha. Thì bây giờ là mấy cái bạn học nè đang đi lại để đốt cho Bảo Ân một cây nhang nha. Ủa rồi nãy giờ mấy con lợi rồi mấy con có đốt nhang chưa? À, mấy con đốt nhang rồi ha. Rồi chiều nay mấy con có đưa cho bé Bảo Ân đi an nghỉ không? Mấy đứa con là học chung với Bảo Ân luôn hả? Rồi năm nay con học lớp mấy? Lớp 4. À, là cái bữa đó là con có đi tắm sông chung không? Nghe con tiếng gì con vừa hấp vừa tha luôn. Lúc con về tới là con chạy vô thấy người ta chở ra thấy nó sanh vợ cho nó rồi tiêu rồi, không biết nhỏ này tiêu rồi. Quả tiếng đồng hồ là ăn lại con đi làm về con cho ăn cơm xong mà mẹ ăn nói mà em nó bị té xong rồi mày chạy chơi kiếm thôi em nó làm sao chạy đi vô thấy ở trong chỗ ông ta cứ mà chở nó ra tới đây rồi lại cho nó chở để xe vô rồi con thấy xanh nó trơn nó rồi chào đi chở và chạm kêu thôi bốc đi liền đi là xe cấp cứu vừa tới luôn nữa là chở đi là con vừa hô hấp rồi vừa hô hấp rồi vừa ấy cho nó luôn rồi vô chỗ bác sĩ thảy vô thảy lên trên vô phòng cấp cứu là sơ cứu rồi là một tiếng hồ đó lên rồi không nhúng nhích không kêu mặt gì nữa trơn không có gì trơn tim này nó không lên rồi mặt thì nó nhảy rồi cả tiếng hồ rồi bác sĩ mới kêu vô nữa thôi giờ không có gia đình có cậu thì cậu đây mặt gia đình đi rồi rút ống cho cháu con vô rút ống cho nó về rồi con nói chết rồi nói con nhìn chạy nghe nó thấy nó xanh dần rồi nó rồi chết rồi chứ không còn con mình nói chuyện cái
còn thấy chắc tao mày trở ra đường rồi tao mới gọi nó chạy đó chết góc luôn thì lúc mà trở ra nó lấy nó về quạt nó xanh giờ mà tao nó hầu vừa nghĩ rồi thì trở ra đường đâm nó chạy ra tôi kiếm trời chạy nó kẹp nó thì lần này tôi chạy nó đây thì chống nó bọc ra luôn hay là chống nó đem rồi ha cái tay nó còn mềm nhưng mà cái xương sống nó là cứng rồi con về chút xíu là xương sống nó cứ nhắc rồi mặc đồ cái nó không thấy nó đủ bồng lên xe cũng nói trời ơi chết cháu ơi trời nói dòng không... họ là tôi thấy nó cuối cùng là đủ cách hai đứa này nó không có hai đứa qua của mình tôi thấy tôi biết hết chân dòng họ bây giờ nó chạy tụi mình một giờ là chạy lên xuống hai quận là nó cầm đâu trăm mấy ngàn á cái đó mình có mổ tử thi vậy mà không cái này là trong gia đình là không có mổ tử thi không có gì đâu mổ tại vì nó té xong rồi đâu có con thấy nhầm chỗ khác là người ta mổ cho mà không có nhiều người ta yêu cầu là mổ đó nhà mổ ta té nó đụng mình ta đụng mình luôn cháu mình nhìn cái mình chặt vậy để nó nguyên vẹn để cho nó vô con vô tới bệnh viện kêu bác sĩ cứu cháu chứ giờ hỏi nó bị sao đuối nước là nó làm đục được 4-5 người ra là làm cả tiếng hồ rồi thấy không được rồi. Bây giờ con cháu mình nó đi chơi nó tắm thì nó xô dỗi nó chịu thôi chứ đừng có đổ thừa ta hay là bạn bè gì xô chứ tại vì con cháu mình phần số nó vậy rồi nó chạy lên cái tô mày chắc mày bị nắng chết mày chạy ra ngoài đầu cảnh đấy tôi con đen tiền trai đó chạy lên đây nè bạn đi trời ơi nó chạy đủ cái lớp xếp trời nắng này nó chạy ba con la nó hoài à mà nó trời ơi xe này hai xe đập nó chạy một tay luôn trời ơi nó đẹp lắm giỏi lắm rồi sớm giờ cái ca của em bé đuối nước nữa giờ nằm đâu không có hả nó hỏi ngược lại cũng hỏi là... chú là sao thằng này không có tắm đó bây giờ là tôi bữa thứ năm rồi bữa thứ tư thì con cũng không nhớ mấy gì đó nói còn nhiều nữa rồi bây giờ là con có còn nhớ gì nữa không con còn nhớ tối con ngủ là con nằm mơ hồi nãy đó hả? Dạ. Bà Bảo ăn vậy nói với con là không còn chơi nữa đó không ha? Đúng rồi, còn chơi nhau. Nó chơi ngày cuối hôm qua là vui lắm rồi. Ừ. Ngày thường là con với bạn này là hăng dữ không? Có hai thằng bé nó là quấn đồn với nhau. Hăng dữ không? Không. Hăng ha. Giờ con có biết là Bảo ăn có bạn gái không? Con cũng có nghe nhưng mà con cũng biết con nói là gì giỡn gì rồi thôi nha. Thì giờ các bạn thấy đó là bạn học nè đang đốt nhang luôn nha. Đó thì giờ đó các bạn, thì trong gia đình bạn thì đang dỡ cái tấm hòm ra để cho những đứa bạn học để là dòm mặt cháu lần cuối cùng nha. Má này lại ngồi đợi nó ở đây đợi nộp cho tiền á. Thank you.
Lấy cái ngăn lại lại đi hạ xuống đi. Đừng mở ra nữa. Rồi chào bác coi, chào bác nhà này cái ở đây rồi, cậu tự phát luôn nè. Ê, đi ra đây con đi, đừng nhìn đó, đừng nhìn bạn đó. Thôi đi, hai nhậm em ra đây. Thôi được rồi. Đi học đi con. Đi là cái mở ra đó. Kêu nó được rồi. Cảm ơn nha. Thương bạn nó tôi đưa rước bạn đi học giờ. Từ đây mà cũng ghé lại rước đưa đi lại Đẳng đi học. Rồi phải là Đẳng là đưa xe cho nó chạy viền đây rồi mới lấy xe chạy rồi. Rồi mất rồi dám giờ mặt mấy này không nhớ cháu mày chết luôn. Nó bị đuối nước. Chết nhà nó cạp đó à. Nhưng mà nó ấm luôn. Chết mấy lên chết ơi. Mày ngủ xuống tắm chơi. Rồi con con bé hai nó không có cho. Nó không có cho thằng này xuống tắm. Mà không biết trên cầu rồi đi. Không biết làm sao mà ở trên cầu nó đi dài dài dài, dài xuống rồi nó hụt dò xuống sông đi. Mà nước nó sâu quá. Hụt dò nó chìm luôn. Con này nó mới nhào xuống nó chụp mà nó không có biết lội. Nó cứ đạp ga không hà. Nó chụp được cái dò nhưng mà nó đạp cái vụt luôn. Vụt rồi nó bay qua phía bên sông bển. Con này nó hụt nó đổi theo không kịp ra. Là tới chừng mà thằng Bảy Kỳ á là nó mới mò, nó mới dứt lên được. Nó mò nhưng mà nó đụng rồi nó hết hơi đi, nó mới nổi lên. Nó nổi lên nó mới nói là đụng nó rồi. Rồi nó phải hụt xuống cái nữa nó mới đem lên. Là hơi giữa sông bên kia. Rồi nó bay qua bên kia cái con này con gái mà nó cũng giữ hai đứa con nó tắm mà. Mà nó là thời điểm đang nước lớn. Thì đó, đang đang nước lớn dữ lắm luôn. Nó có đầy sông rồi. Con mẹ nó rồi nó lùn quá nữa. Mà nó lội nhà hậu. Nó ngồi đi nè, nó ra đây nó nghe nói là bảo ăn mất rồi nó sợ mới về luôn đó. Trời ơi, nó không sợ. Nó sợ rồi không? Lúc mà em dọn cũng đến nhà, rồi dọn thì nghe. Là tính hỏi là nó sợ rồi đó. Đúng á, đúng như thế, đeo như thế, sợ, sợ. Nói theo bùn, theo nó đà, vượt theo nó là. Chứ, nó là nặng là nó cũng sợ. Nó kéo lại đem lên là chắc nước là nó sốc đi. Có khoảng 20 phút mới đem nó lên. Nó không biết chết, không được khi sợ này nó. Chở cô Bảy đi ra được. Đi nè. Đi nước phòng đã về. Giờ mới tính từ cách ra nè. Mẹ đâu? Mẹ ở này chở qua bến con của lát nữa. Để ăn lát nữa hay khác lát nữa. Thì bây giờ đó đó các bạn, thì bây giờ Tí La Cà Lâm sẽ đi theo bà ngoại của bé Bảo Ân đó các bạn, thì sẽ đi ra ở ngay chỗ đó để là cầu hồn của bé đi về nhà nha, để cho mọi người cùng xem nha. Đây. Đúng rồi.
Thì mà các bạn thì sớm bạn thì tí là Lâm bạn thì cũng quay cho bạn xem thì mấy đứa bạn học sinh mà chung của bé Bảo Ân đó các bạn thì đốt nhang, thì bây giờ đốt nhang thì cũng đã xong rồi đó bạn. Thì thôi giờ tí là Lâm cũng kết thúc video ở đây luôn các bạn ơi. Thì mình cũng mong các bạn hãy ủng hộ cho tí là Lâm bạn, hãy cho tí là Lâm một cái chia sẻ và một cái đăng ký kênh để cập nhật những cái thông tin mà mới nhất từ tí là Lâm luôn các bạn ơi. Bây giờ tí là Lâm bye bye các bạn nha. Bye bye.